Kia là cô thôi, chào bạn ha. Hôm nay mình đi làm trực đêm bạn ha. Hiện tại giờ chưa cao cho mình nghỉ nghỉ ha. Ở New Zealand này mình sẽ nói một số cái công việc mà rất là dễ xin việc khi mà anh chị qua New Zealand ha. Đặc biệt anh chị đi học hoặc là anh chị đi theo dạng đi theo vợ hoặc chồng đi học gì đó ha. Gọi là hiện tại bây giờ người ta nói là visa tự do gì đó ha. Thì mình thấy hồi mình sinh viên đi học á, thì những cái việc mà rất là dễ xin việc, ví dụ như các anh chị làm một cái nhà hàng rồi làm như kitchen hand and waiter and waitress ha, hoặc là delivery. Thì hồi xưa mình đi học ở Invercargill thì mình có làm mình kitchen hand ở nhà hàng Ấn Độ ha, làm xong kitchen hand làm delivery luôn nhé. Hoặc là nhiều anh chị có thể làm được xin việc, rất dễ xin việc ở trên các nhà hàng khách sạn để mình làm bên chỗ gọi là dọn dẹp ha, dọn cleaner ha, vệ sinh, dọn dẹp phòng ốc đó, cũng rất là dễ dễ xin việc. Anh chị apply những cái motel, hotel để đó mình xin ha. Còn về lĩnh vực y tế thì nhiều người cũng có thể xin việc vào những cái vị trí giống như là chăm sóc người già gì đó. Nhiều nói là ngành nó không cần bằng cấp, do đó người ta đào tạo mình từ từ và giúp mình học, đặc biệt là những ai mà sinh viên học điều dưỡng, học nurse á, thì anh chị có thể đi ở đó xin việc. Tại mình là sinh viên điều dưỡng, như đây người ta sẽ cho mình cơ hội xin việc dễ hơn, nhưng mà cũng tùy, nói chung cũng tùy các bạn. Nhiều lúc người ta thiếu người ta sẽ tuyển ha. Hoặc là anh chị cũng xin công việc dọn dẹp cleaner ở viện dưỡng lão. Hồi xưa mình đi làm có cái chị kia là người refugee á, không biết tiếng Anh luôn nha, người ta vẫn tuyển mà chị hướng dẫn chị dọn dẹp lau chùi vệ sinh nha, còn nói chuyện bình thường là chị nói không được luôn. Cho nên là cố gắng anh chị mạnh dạn để xin việc, không ngại ha. Mặc dù tiếng Anh mình chưa tốt nhưng mình cứ nói là mình sẽ cố gắng ha. Về viện dưỡng lão, anh chị có làm những vị trí như là chăm sóc này, vị trí cleaner này, vị trí laundry này, thì anh chị làm những vị trí đó. Hoặc là những ai có kinh nghiệm về maintenance thì mình cứ xin việc vào vị trí maintenance cũng được ha. Giống như là maintain là dạng như là làm sửa chữa, giống như là bóng đèn bị hư hoặc là giường bị hư sửa gì đó, hoặc là cái hệ thống tường bị hư gì thì vậy, như vậy đó gọi là maintenance ha, cũng là vị trí đó. Thì và những cái ngành nghề ví dụ như là dạng như mình nghĩa cửa hàng, cửa shop mình vô mình bán đồ cũng được ha. Rồi những vị trí giống như một số cửa hàng châu Á mình vô mình xin vô làm gọi là đứng bán hàng ở đó ha, phụ trách bán hàng, nhập hàng hoặc là ghi thì rất là dễ xin việc. Cho nên là sinh viên qua New Zealand thì rất là dễ xin việc, không gì khó ha. Tùy vào vị trí thành phố anh chị ở, những thành phố lớn thì rất là thiếu nhiều sinh viên, thiếu người nhân viên làm bán thời gian ha. Cho nên là mình qua New Zealand thì tùy mình chọn cái vị trí nào, thành phố nào mình sống. Hồi xưa mình xuống Invercargill thì thành phố rất là hẻo lánh và nhỏ, thì cái việc xin việc rất là cạnh tranh rất là nhiều ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì công việc rất là nhiều, sinh viên cũng qua ít rồi, hoặc là những thành phố lớn thì nhiều việc ha. Và đặc biệt là những anh chị nào mà có visa đi theo vợ chồng đi học, anh chị có thể làm mùa vụ ha. Anh chị làm bên farm, ở đây hồi đó mình thì có nhiều anh chị làm bên farm như farm carrot, carrot này, cắt carrot, hái thu hoạch carrot, hoặc là những cái mùa vụ như hái bông tulip thì đi làm bông tulip. Nói chung là qua New Zealand thì rất là nhiều việc mà tùy anh chị có ngại việc hay không. Theo mình thì hồi xưa mình qua việc gì mình cũng làm, cái nhất là mình học tiếng Anh tốt ha, để mình chuẩn bị tiếng Anh cho mình, hoặc là rồi mục tiêu mình đặt là mình mục tiêu mình sẽ là cái gì mình đặt ra. Cho nên là anh chị nào qua New Zealand thì nếu mà không ngại việc thì cứ mạnh dạn đi xin ha. Đi xin việc thì đến thẳng cái cửa hàng hoặc là nhà hàng khách sạn hoặc là cái shop, mình hỏi trực tiếp luôn và nộp CV, hoặc là mình gặp trực tiếp manager mình hỏi để mình xin việc nó dễ nha. Cho nên là những cái việc gọi là bán thời gian thì rất là nhiều ở New Zealand. Như mình nói là waiter, waitress, làm kitchen hand, làm delivery, làm shop bán, hoặc là cleaner, làm laundry, chăm sóc, nhưng mà mấy cái việc rất là nhiều đó. Anh chị có qua đây thị trường New Zealand thì anh chị mình nghĩ là qua đây làm nhà hàng khách sạn, những cái việc bán thời gian thì xin việc cũng dễ nhé. Việc chăm sóc người nhân viên y tế cũng cực kỳ dễ nữa. Cho nên là mà anh chị qua New Zealand thì cứ tham khảo, nếu mà không ngại việc thì cứ tranh thủ mạnh dạn đi tìm. Còn muốn làm việc cho mình kinh nghiệm, ở Việt Nam, muốn quay về ngành của mình thì cũng được, nhưng là phải cố gắng. Nói chung là mình khuyên là các anh chị nên đi làm xong mình còn mở rộng mối quan hệ, mình học được tiếng Anh nhiều hơn thì mình biết được nhiều này người kia. Khi mình mới qua nó còn bỡ ngỡ, cái việc mình đi làm rất là hữu ích cho mình. Thứ nhất là mình có đóng thuế, thứ hai là mình có đồng vô đồng ra nha, thứ ba là giúp mình đỡ stress hơn ở New Zealand. Rồi, cảm ơn chị đăng ký kênh của mình nha.
mình chia sẻ như vậy. Qua New Zealand thì anh chị cứ nhắm thành phố nào mình đông dân nhiều việc thì qua đó mình sẽ xin được rất dễ xin việc nha. Rồi đặc biệt là quan trọng hơn là anh chị phải cố gắng tiếng Anh lên nha. Nói chung qua đây New Zealand mà đất nước nó tiếng Anh thì anh chị phải nói tiếng Anh nhiều. Mình qua New Zealand 8 năm rồi mà tiếng Anh của mình nói chung là để lưu loát như bản địa thì không bao giờ được luôn. Đó là nói chung là mình chỉ học mình làm chuyên ngành của mình thì mình hiểu chuyên ngành của mình thôi, nhưng mà đẩy qua chuyên ngành khác thì mình chịu, mình không biết nha. Cho nên không gì ngại cả, tiếng Anh là học mưa dầm thấm lâu mà, cho nên là anh chị cố gắng nha. Rồi cảm ơn anh chị đăng ký kênh của mình nha, hy vọng mình sẽ chia sẻ hơn cuộc sống bên New Zealand. Mong anh chị đăng ký kênh của mình và chia sẻ kênh của mình tới nhiều người nhé. Nhưng nhắc lại một lần nữa, qua New Zealand anh chị có trình độ kiến thức kinh nghiệm và tiếng Anh nhé. Rồi xin chào anh chị nha.